trải nghiệm cáp treo Hạ Long ngắm nhìn trọn vẹn kỳ quan thiên nhiên thế giới. Khu vui chơi Sun World hay còn gọi là Sun World Park, nằm tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, ngay sát khu vực Vịnh Hạ Long nổi tiếng. Đây là khu vui chơi rộng lớn 214 hectare. Thật quá đã cho một khu vui chơi giải trí. Khu vui chơi Sun World đã được đưa vào hoạt động và thu hút hàng ngàn người mỗi năm. Cáp treo Hạ Long hay còn gọi là cáp treo Nữ Hoàng, tọa lạc ở địa chỉ số 9 Hạ Long, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là hạng mục quan trọng nằm trong quần thể khu vui chơi hàng đầu Việt Nam. Sun World Hạ Long Complex. Cáp treo Hạ Long dài bao nhiêu? Cáp treo sở hữu chiều dài 2.222 km với 2 cột trụ. Trên thế giới đây là hệ thống cáp treo chỉ có 2 cabin, với công suất 2.000 khách trên giờ. Cáp treo Nữ Hoàng thực sự đã làm thay đổi diện mạo du lịch Hạ Long, một điểm đến mới thu hút lượng du khách khủng tới tham quan và trải nghiệm. Hành trình nối từ ga Đại Dương đến ga Mặt Trời bằng cáp treo Nữ Hoàng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Sun World Hạ Long Complex. Đây là con đường duy nhất kết nối tổ hợp vui chơi giải trí ven biển với đỉnh Ba Đèo. Hơn nữa, du khách còn được chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp diệu kỳ của vịnh Hạ Long từ trên cao. Cáp treo Nữ Hoàng là hệ thống cáp treo đảo chiều lần đầu tiên tại châu Á, với cabin 2 tầng được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận. Cabin có sức chứa lớn nhất thế giới, 230 người. Trụ cáp treo cao nhất thế giới, hơn 188 mét. Các trò chơi và trải nghiệm tại khu Ba Đèo hay còn gọi là ngọn đồi huyền bí. Vòng quay mặt trời Zunhuiel, vượt Nhật Zen Garden. Khu vui chơi trẻ em Kidu Learn, khu trưng bày tượng sáp, khu video game Arcade Zone, làn trượt Samurai, hồ cá koi. Thiết kế của khu vực này giống với kiến trúc của Nhật Bản. Khu vực này cũng được rất nhiều bạn trẻ đến check-in mỗi năm. Có thể nói, đây là địa điểm sống ảo cực hấp dẫn ở khu vực Hạ Long mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua. Khu vui chơi Ba Đèo được xây ở trên đồi Ba Đèo, gồm 3 khu vực là vườn Nhật Bản, lâu đài huyền bí và vòng quay mặt trời Zunhuiel. Ngoài ra, khu vực này còn nổi tiếng với cáp treo Nữ Hoàng nữa. Nổi bật nhất ở khu vui chơi này là hệ thống vòng quay mặt trời Zunhuiel và cáp treo Nữ Hoàng. Rất nhiều khách du lịch phải thốt lên tuyệt vời khi du lịch ở đây. Có rất nhiều người nói rằng ngắm cảnh ở vòng quay mặt trời là trải nghiệm thật khó quên, trải nghiệm tuyệt vời, trải nghiệm đáng nhớ nhất. Vậy sự thật có đúng như lời đồn? Vòng quay mặt trời Zunhuiel cao với độ cao khoảng 215 mét so với mực nước biển và đường kính dài tới 115 mét, một độ cao lý tưởng để ngắm toàn bộ khu cảnh Hạ Long. Nếu đi cabin vào buổi tối, thì sẽ ngắm được khung cảnh lung linh ánh đèn và lấp lánh ánh sao. Zunhuiel có 64 cabin, có thể chứa được 384 khách, vậy là bạn có thể đi cùng với bạn bè và tận hưởng khung cảnh lãng mạn cùng nhau rồi. Ngoài ra, từ cabin của Zunhuiel, bạn cũng có thể gắn cáp treo Nữ Hoàng, cáp treo đảo chiều khiến toàn châu Á ngưỡng mộ. Cáp treo Nữ Hoàng đã được ghi vào kỷ lục Guinness về độ cao cao nhất thế giới. Rồi đó, ngắm nhìn Hạ Long trên cao qua lăng kính vòng quay mặt trời, từ lâu đã trở thành một trong những điểm nhấn đầy thú vị trong hành trình khám phá Hạ Long. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng để bạn ngồi thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè và cảm nhận hết vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Vòng quay mặt trời Zunhuiel Hạ Long là một trong những vòng quay nổi bật nhất trong quần thể khu giải trí Sun World Hạ Long Complex. Nằm ở vị trí khá riêng biệt tọa lạc trên đỉnh đồi Ba Đèo, vòng quay này đã trở thành một trong những biểu tượng của du lịch Hạ Long. Cùng với hệ thống công nghệ lắp ráp hiện đại đến từ Nhật Bản, vòng quay Zunhuiel Hạ Long đạt chuẩn thế giới và nằm trong top 10 vòng quay lớn nhất thế giới. Vòng quay này có tổng cộng 64 cabin đủ chứa khoảng 1.200 khách trên giờ và đạt 20 phút trên vòng. Nếu bạn đã một lần đến với khu giải trí Sun World Hạ Long Complex thì chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm độc đáo này. Ngoài việc trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng và vòng quay mặt trời Zunhuiel, ta thì bạn có thể tham gia một số trò chơi trên đảo,
chụp ảnh ở vườn hoa hay đi dạo. Đến với Sumgua Ha Long Park, hầu hết mọi du khách đều tranh thủ ghi lại những góc hình lãng mạn khi trải nghiệm hệ thống cáp treo nữ hoàng hai kỷ lục thế giới. Nơi đây đốn tim nhiều du khách bởi không gian nghệ thuật thanh tao, tinh tế Zen Garden. Lấy cảm hứng từ vườn Okazama Korakuen nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc, Zen Garden được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bin Bensley với những cây hắc tùng và tùng La Hán. Hàng trăm năm tuổi được chủ đầu tư tập đoàn Sun Group, kỳ công lựa chọn trên khắp nước Nhật. Xưa nay công viên vui chơi giải trí vốn vẫn thường chỉ thích hợp với khách trẻ tuổi và gia đình nhỏ, nhưng Sumgua Ha Long Park thì lại hấp dẫn cả những người có tuổi, bởi những góc thanh tịnh và thư thái tuyệt đối như trong vườn Nhật, Zen Garden. Hay tham quan bảo tàng tượng sáp lớn nhất Việt Nam, gặp gỡ, chụp ảnh check-in cùng những gương mặt nổi tiếng thế giới, từ tài tử điện ảnh cho tới các chính trị gia. Ngoài việc trải nghiệm cáp treo nữ hoàng và vòng quay mặt trời Sumgua, ra thì bạn có thể tham gia một số trò chơi trên đảo, chụp ảnh ở vườn hoa hay đi dạo. Là tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại hàng đầu châu Á, Sumgua Ha Long Park là thiên đường giải trí, một điểm đến không thể bỏ lỡ trên hành trình khám phá thành phố di sản.